cái gì? Cái gì hoài mày? Ta đúng rồi đó, tại lửa nè, lửa hết nữa kìa. Máy lửa mạnh quá nó khét, giờ lửa yêu yêu nè. Ừ, tính để lửa yêu yêu cho nè, nó lửa yêu yêu nó chảy mặt ra được, đúng rồi nè. Tại nãy mình để lửa ấy á. Mấy người này, mấy người bác số đi lại tập bán số đều lại luôn rồi đó. Xuất hiện hết đó. Ta cũng đợi ngày này lâu lắm rồi ha. Ta đợi với là mình cũng đợi đó. Mình cũng đợi chứ. Mà người ta cũng đợi ngày này mở ra làm ăn chứ, người ta đâu có muốn trợ cấp để làm gì phải không mày? Trợ cấp có nhiêu đâu cô Vinh ơi, ta bán chi ta. Một ngày ta mấy trăm tờ, ta mấy trăm ngàn ngày. Còn trợ cấp mới khi hả mấy tháng trời đó. Mới được nhiêu. Đâu không dài nó còn có hơn 5 6 tháng gì hả bộ, từ lúc dịch tới giờ đó. 5 6 tháng rồi. 4 tháng mấy nữa có 1 triệu rưỡi. Giờ mà nó ta chợ gấp có 1 triệu rưỡi chứ nhiều. Rồi sao sống? Sao sống nổi? Ừ. Bởi vì mấy người này nó trông làm ăn hơn. Trông chờ người khác lâu lắm. Có anh Hai đang từ chết. Anh Hai chết nói làm ổng đổng không. Bố cũng nói gì đó mà ăn chinh nó thì nó quay phim nó phải khéo rồi. Đó, ừ. Của nó khéo, của nó là lên mạng mà. Rồi rồi mới được. Người ta cuốn người ta tơi lên nó xốp cát đường luôn kìa. Sao đốt lửa đi, cắt queo sao lên đường được. Đốt rồi á thì sợ nó khét. Cái này làm vừa rim luôn đi. Giống phải thốt lốt rim đường nhé, vừa rim đường nè. Khỏi rằng rim đường là nó không khô, nó ướt. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, rim thì nó mới không khô, còn cái này là mình làm mứt là nó. Mình làm mứt thì nó mới khô, còn cái này là làm rim đường là nó. Đúng rồi, rim mà cái này thành rim là đúng rồi. Vậy để lửa lên riêng hay sao? Kim thôi. Tặng nhắc vô chứ kiểu này là hết muốn xong rồi. Cho ăn thử miếng coi chừng. Ngọt không? Ngọt. Đưa cho con miếng. Đây là để đường nhiều quá. Con nghĩ thì chắc con để đường nhiều rồi. Đốt ăn đường nhiều đó được. Ngọt quá ngọt. Ngọt lắm hả? Đường nhiều quá. Đừng bắt tay vô nghe con. Nóng bắt tay rồi. Vậy được chưa con Chanh hay là được rồi. Vậy được phải không? Ừ. Nó nhìn lỡ rồi mình ăn gì luôn đi chứ sao giờ. Đây, mà hình như lặn như nó muốn khô nè, cái màu nó vàng thiệt nha. Chưa tới á. Nè, thấy không nè, nè ta tươi lên rồi nè. Tươi lên rồi đó. Cái nó đường nó đóng lại đó. Đường đóng ta lại rồi bốc rồi. Công rồi đó. Thêm nữa. Thôi không có thêm lửa, vậy là hai đứa làm gì được rồi cô Chanh ơi. Im rồi. Đường đóng rồi. Nè, đường đóng rồi, đúng rồi. Đúng bài của ta rồi. Rồi, bỏ chị Hai, bà nói mà sớm thì làm là chưa khô. Phải rồi. Con ướt nè. Đúng rồi. Ê nè nè nè, đặt đầu nó muốn tơi lên nè. Khô lên đó, bình thường nãy mày đổ chảo đâu khét đâu. Sao vậy? À, dưỡng hả? Ừ. Cái gì mà? Mày cho ba mày hai dựng cái chảo bà Hai đi lên trên xả chích thuốc. Cái gì chích thuốc bữa nay chủ nhật mà? Bà Hai nào? Bà Hai vậy hả? Vậy ha. Ủa sao bữa nay xả còn chích hả? Là đó, mới điện lên hỏi thăm nói bữa nay hết dạ. Sao điện lên điện lên hỏi thăm nói rồi nó trả lời gì đó, người ta dính lên nè. Bỏ con Chinh nó phải rồi nè nè, không khô mà thêm lửa chút là khô lại luôn á. Không có thêm lửa được, làm gì cho nó khô lại nè cô Chinh, thấy không? Kè cô nhìn với nó kè, lửa nó than á. Cho nó hiu hiu đi, cho hiu hiu, con sợ nó khét, con sợ nó, bà nói giống như rim á, còn này người ta mất rồi nè, thấy không? Khô lên đó. Từ từ khô ha.
hồi nãy ướt kẹp luôn á. Nè nè nè, nước tươi lên nó cong cong các cái sợi dừa này trên. Lên rồi đi lên dắt chiều á. Lên rồi bắt đầu là dạ, cho tổ chức trước. Nó khô đã luôn. Giờ bây giờ điện lên hỏi thăm nó. Càng ngày khô quá mày. Nó có hơi nóng á. Ừ, không dám để lửa nữa. Để lửa nữa là sợ nó giống rim. Tôi thấy bà hai đồng hiệp bận đi bận gì mới đi, mới đi. Ừ, bả không trúng. Nè nè, tắm đi mà. Ừ, nó đóng đóng đường rồi đó. Ừ. Dạ, cảm ơn nha bác ba. Ừ. Đừng mà đừng chở kia đâu nghiệp ba. Dạ biết rồi. Sao biết tin báo á? Thằng mới thứ hai này chích nữa hả? Chích nữa. Nó nói với mình là hết thuốc chích hết, rồi. Hết thuốc chích. Nào chích lại nữa. Thì để đi là chừng nào mà chích thì kêu bả cho hay đi ha. Ừ. Chứ có mệt nữa. Nữa. Trời ơi. Trời, người ta già cả rồi nói người ta nhỏ hả? Nó mệt đó đó. Kìa kìa bổ rẻ không quẹt đi. Nói vậy nè. Nói hay là bữa nay ông trắng trắng cái trời trời. Trời ơi trời. Chân thẳng ngồi đó nó nhậu. Vậy đó nè. Mấy nhậu quá. Tôi tưởng là ông trắng không chơi cái rồi này ông khác không. Trời khác. Lên cho tôi. Ông mà mới ôm trắng không cắt nhà lầu rồi. Nhậu bờ thấp quá ai thấy mình nhậu. Nè bốt để bà chê hai đứa con lên nó lên rồi nè. Khô queo rồi đó. Khô dạ, nè bà. Làm cái tới luôn. Đó. Tới tự nhiên ngưng lại. Ừ. Đó rồi, khô queo rồi đó. Lửa đâu mà không thấy. Lửa nó thang dưới mà con sợ để nữa, con sợ khét bắt qua. Ừ, bị gì đường đó. Đường. Dạ, tính để gì nó dưới nó nóng. Mà để gì nó khô nè. Nè. Nó khô nóng. Cộng chơi bà ba. Ừ. Hả? Ăn đậu lên. Chơi 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 nó môi. Có lần đâu mà thử. Ủa vậy hả? Dĩ hả? Trời ơi. Khổ không? Mà bảo mạnh nha. Ừ, bảo mạnh. Sao mạnh? 6-7 tuổi mà chưa chết hết. Cô Trinh chút cô chổng mà nhắc con kêu điện trong ba cái nha. Nó lắp con quên, Long nó cầm máy chổng. Kêu kêu thằng Long điện luôn đi. Ừ, bảo chị hai bảo nói người ta làm vậy à, mà mỗi tay không chết. Mỗi tay luôn. Tại làm này mỗi tay mày. Ừ, nó đảo liền, bà nói nè, mày phải xiên ấy lên. Trời. Bà nói hả, cưng làm đi, tại cô Trinh đi sớm phải chị không đi chích thuốc ngừa cho anh hai á thì hả ấy. Ừ. Tại đợi nó ha. Cái gì? Ừ, nghe chăng bữa nay nó mới ghê chứ. Bữa nay mà chích gì? Để anh hai ngoại tình ra chích thuốc ngừa nó có đợt chích ngoại á tại khác xã, anh hai ngoại đâu Nhân Hưng. Ờ vậy hả? À dạ. Dạ bởi vì chị nói chị không vô được gì đó. Mà bữa nay Kiều chích không? Chị hai á bả có đợt mới chích bữa hổm lặng mà tại chị không có chích. Bả nói bả bệnh nền nhiều đó bổ, bả không có chích. Dạ không cho là nó không chịu. Bả sợ bả không chịu chứ không phải đâu không cho. Dạ. Rồi người ta cho chích chích. Rồi bả mới nhường cho nhỏ chị em bạn dâu bả nó chích bữa hổm á. Tại ngoài là người ta ưu tiên cho mấy người buôn bán trước á bổ. Nè xếp đường. Công đi đúng rồi, công nó cực khổ, ngồi mỗi tay cũng chết. Mà cái này á, cái màu nó phải nó trắng một chút. Nhà bố con ngồi cái bên đây nè, tao thấy hai mày nó lên màu á, má hồ mình cũng sợ nữa. Không lâu mình làm lâu. Mày làm cái màu này ngon không mày ơi? À, cái trắng này, không có ngon đâu. Cái màu này nhiều khi nó tự nhiên. Ừ, cái màu này người ta thèm hơn cái màu trắng tươi thì sao thèm? Nói chung mà nó chấm điểm mà được rồi. Lên đường thấy không? Nó bám vô đó. Ờ. Trời á. Bởi hồi sáng chị hai bà nói là cái màu của cưng đó là nó chưa có tới. Ừ. Mà mấy nói là anh nói nếu như tới đó thì cái chảo nó lên không được. Ừ. Cái chảo hồi sáng đi chan như gì nè, cái nào cũng mới nhắc xuống. Đúng rồi, vậy là cái này lúc đầu á cô Trinh. Cái này theo lẽ mình biết á, là mình lúc đầu mình chụm lửa than cho nó hơi nhiều một chút á, cái mình phải để cái chảo lên. Ừ. Bắt đầu than nó dưới nhiều, cái đầu nó hơi khô, cái đầu mình bớt cái lửa ngọn ra, mình để lửa than vậy nè. Để lửa gì nó mới ra khô quá không? Ừ. Thành công đó, tự nhiên làm đại mà thành công đúng không? Ừ, đúng rồi. Hai tiền nữa. Bởi chị hai bám nó gạt đâu, bà nói hả, tại hả? Chứ thờ tính đợi nó vô rồi đó, mà đợi nó vô thì hả cô đi về về dưới lại à. Ừ. Tâm sự vô chút thuốc đi. Tâm sự. Đợi cháu, chờ nào tiếp giống nhau.
để con coi ha, bà có vô chiều có vô thì đấy, tại bà nói đợi anh hai chích cho thuốc ngừa mới vô được. Nữa mày có để nữa tao kết bạn Facebook với mày. Ừ. Mà bà kết bạn qua đi, con đồng ý cái vụ xài sao ghê, điện thoại con cũng dở. Ừ. Nào có về hay gì á đâu đó, bà nhắn con đi mà món đón đó, đó mua cho nhanh để đợi bổ phí lâu tới trưa tới xới làm thủy gì xới đi. Mất lâu lắm. Giờ bà ăn cơm chưa? Chưa. Vậy hả? Để có mày làm nè. Đổ mồ hôi chảy mỡ. Ủa chảy mỡ. Đạt bột gì vậy, chảy mỡ rồi bờ kia là. Nè bột đây nè. Thấy ngon đó. Mẹ chiên giang. À cái tay con chiên giang nè bố. À, ớt. Đúng không? Nó lên được rồi đó. Lên đường đó. Lên đường đó. Lên đường rồi đó. Thấy thành công rồi. Ở thành công nó dưỡng càng ngày càng lên thấy không? Cái này làm cho khô để cho bọc bán luôn. Ừ. Ừ. Ừ, bữa hổm á là cái quầy của con, bữa hổm là hả này là con làm là 5 trái dừa nè bố, con gọt. Trời ơi, 5 trái được nhiêu đó hả? 5 trái được nhiêu á. Trời ơi, sao chị? 5 trái dừa. Này làm rồi còn ký dừa. 5 trái dừa với bao nhiêu ký đường? 5 trái dừa với cái này hơn nữa ký đường. Ừ. Dừa, dừa ăn luôn. Dừa không à. Mà 5 ký thì chắc làm rồi còn ký không biết được không đó giờ. Cái nào? Cái này nè. Cái này là 5 cái trái dừa. 5 cái trái dừa. 5 trái dừa chứ không phải là 5 ký. 5 ký dừa. Thì đó làm gửi ký dừa. Ký không biết được không nữa nhẹ hử. Dạ em hiểm này, cái này nó hơi nhẹ. Vậy chiến sao mình biết rồi, mình làm là ha có ấy là cô Trinh. Ừ. Mình làm là nó không có bị màu này đâu. Đúng là rồi. Làm màu trắng luôn á. Ừ chứ. Mà thằng này lần đầu tiên mà. Cái này làm lầm màu tự nhiên. Tự nhiên bây giờ ăn tự nhiên nó tốt hơn mày. Ừ. Đấy này là mất dừa nhà làm. Thì khỏi cần là ha màu vàng màu xanh gì đâu. Quá trời sợ. Thấy có gì? Cắt văng vô con không được. Mình tưởng qua thấy mình làm này bỏ mệt. Lúc đầu tiên mới là tay cái chảo nó dội mặt bạn á. Thấy đường lên trắng đuôi đó. Ừ. Thấy đường lên đóng lên rồi đó. Đúng là thành công rồi không? Thơm ha. Đúng là vừa mới thơm thiệt. Không, con đi mình nên nó đi trễ lắm. Chiều 4-5 giờ nó mới đi. Chiều mưa á. Bữa nay giờ này không mưa là chiều mưa. Ồ bởi cái này làm bếp ga không được đâu. Tại bếp ga độ nóng nó nhiều lắm. Ừ. Phải không? Đúng rồi. Bếp ga là sao làm được. Cái này mới làm củi. Nó đó càng ngày càng đặc không? Sáng lông đây nè. Con nghe cái mùi y chang với mùi mật ong. Với con Trinh biết này sao không? Cái trên mạng á là sáng này là con mới coi lên là ta chỉ là kêu để sữa đặc vô nó. Ừ đúng rồi, để sữa đặc á. Ừ. Mà cái này mình không có. Nó béo. Ở đây là có sữa đặc không? Có. Sữa đặc không? Sữa có sữa hộp á. Ở đâu mà có. Ờ hết rồi. Có sữa đặc của mẹ đâu kìa. Ở trong có hộp sữa kìa mà sớm con nói như là con gian bố con nói không biết làm được hay không có đem ra mình lâm thế ào bứng. Đó làm thành công rồi đó. Thành công rồi, đóng đường rồi. Đốt lửa hiu hiu nó đi. Đốt lửa nó hiu hiu chảy ra. Đẩy lửa than chứ. Nó sợ đóng đốt nữa nó chảy ra.
nó càng quét đường ha. Rồi gờ nè, em có cái chảo thấy chứ nó cũng còn ấm ấm. Còn ấm à. Để chảo lửa dưới này coi. Bố Út tính ra này nó cũng chỉ là tốn công thôi chứ đâu có tốn gì nhiều hả bố ha. Không thôi. Như hả dừa thì chắc mình không có, mình không có dừa nhà bố, nếu mình mua chắc nó cũng rẻ mà hả, kiểu dừa cũng cả 1 trái 10.000 đó. Mà tính thì sao có lời. Là làm ăn thì được. Dạ. 5 trái của mày phải làm 5 trái 50.000, rồi cái kia đường nó chi đường tính 10.000 là 60. 60 mà bán 1 ký có 50-60 ngàn gì. Về vốn đó. Bỏ công ra bỏ gì lỗ lỗ luôn chứ đừng nói. Ở chợ nó bán ký 80 ngàn. Cái gì mà 80 ngàn, ký mấy trăm ngàn ta bà bự. Có đâu, 80 ngàn với 100 ngàn trả lợi vậy. Cái mất thèo lèo thì mấy giá đó, còn cái này như con nghe nó mắc nè, con 100 ngàn, cái này không là 100 ngàn. Một ký hả? Làm ngon lắm kìa. Nó ngon. Người ta còn quay già. Cái họ sao chọn quay vàng? À, chọn là cái kia người ta sắt miếng, sắt miếng giống như là cái cộng cái đũa vậy nè. Ờ, phải không? Đũa, ờ, vậy đó. Còn cái này là mình. Tao mua bữa hổm nữa ký 50 ngàn kìa, ngon. Vậy hả? Sao bữa hổm con bé nó nói nó bán, bữa hổm nó nói gì nè, hay là kiểu như nó làm nó bán nó gạt mình ta? Ờ, làm nó gạt. Nó nói gì nè, dừa thì của Phượng các bạn nó bán kiểu như mà. À, xe đẩy dừa ngang á mà kiểu như dừa cứng cại người ta không lấy á, cái bổ cái đưa cho nó. Nó nói trời, tôi làm cái bán 1 ký tới mấy trăm ngàn lần á, làm á nó hao lắm. Dữ. Mấy trăm ngàn cũng ai ăn đâu mày ơi, cái này ai ăn mấy trăm ngàn. Thì bởi nhưng mà mình cũng đâu có mua, mình chỉ nghe nó nói thì mà nào giờ mình đâu có biết làm. Con bé chết rồi, chồng nó chết rồi làm gì giờ? Không phải con bé đó, con bé con mua dâu một bình dưới đây nè. Dạ. Nó bán con nước trong chợ á. Nó nói ha, làm mắc ký lắm bà ơi. Con mỏi tay hơn bà, nó sợ nè. Vậy bà buông xuống đi chút, phải để lên mở nữa. Tội gì.